Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mình. Lại là mình Trung Phi Shooter đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một con game được nha. Fatal Fury phần 2 phiên bản Sega Genesis. Rồi, mình sẽ chơi lại một chút. Đến bộ gác. Big Gear. Kim Cap One, thằng Hàn, thằng trai Hàn.
đâu. Trai Hàn tụng xẻng. Thằng trai Hàn. Adu, thằng trai Hàn. My gần như là thắng rồi, này vẫn thua.
Đâu. Đây nha. Thank you.
này lấy ra nọ nhà rồi lấy ra này. Phòng phòng chơi phụ về và phòng một phòng chơi rồi hòa nhau. Thank you.
Mình đã đến rồi. Thank you.
Ôi giời. Yeah. Thái Lan. Khác hơn trong Street Fighter. Trận này nó mà uống nó tăng được thì thôi. Ai mà Huh?
đây đâu đây đây hai trận thắng hai trận liên tiếp. Jubel Yamada. Nghe nói mấy cái bức tranh này có thể là vòng hai ôi rồi rồi lại trận mirror match. Tóc đuôi cũng cái gì vậy? Tóc đuôi nữa à? Thank you.
Ôi trời. Xém nữa thì bấm nhầm nút tạm dừng. À, vô bạn. Cái gì vậy? Đúng rồi. Ôi, đây giờ có con sáng mẹ nữa đang có con không. Thank you.
nó kìa. Phải côn này, cái côn đi không gì nó một dài cứ mà kéo dài nhỉ. Đây, lại côn đéo nó mua lại côn gì, côn lại côn gì mà là dài thế này, ảo rất đây. Ai vậy, đau cái vai rồi. Ai ơi rồi xong ra một, còn ra hai nữa. Ô, đó rồi. Mẹ cha rồi. Thế. Thế. Ai à. Đúng rồi. Action Hong. Này đang đéo rồi nhỉ.
Hài to thế này đánh xong rồi. Thì trận quyết định này 5 giờ sáng. Đó là cái cảnh này là lúc 5 giờ sáng mình ra đoán lại. Nhìn với màu trời màu tím này nhìn là biết như nào rồi. Chứ ở sàn đấu boxing kiểu gì. Chết, mình bấm lộn rồi. Mình thắng chưa nhỉ? Lawrence cái gì? Lawrence Blood. Thank you.
Ô gà, ô này, ô này, ô này. Ây da, ôi. Để đợt trước chơi mô tổ con bác còn được 2 phần 2 với 3 đã đánh còn đâu rồi đây để chơi tận 1 tiếng này đến game này để đến như phiên bản này đứng đấy rồi không giờ tôi chơi loại game gì đâu nó đập cao thế. PVZ là tôi chỉ chơi rồi. Để nói thật nha, tôi chỉ chơi giỏi mỗi PVZ thôi. Thì mấy game mà tôi chơi đối kháng như game đối kháng liên quan đến robot thì tôi không khoái cho lắm. Thank you.
bạn này vào đây. Thôi dùng xong hàng vậy. Có bạn nào mong muốn mình làm thêm nhiều game đổi thái đi. Ôi rồi chút quá này. Warfang Browser Final Stage rồi ấy hả? Chắc quá này nha mọi người ơi. Tiếng nhạc này Thank you.
và như vậy thì đã chảy được. Tốn thời gian cho đại sư nhé, cứ đi đi thôi. Bạn, bạn giờ là số 1. Ồ, thưa quý vị, như vậy chúng ta đã chơi xong tựa game Fatal Fury phần 2 rồi. Và ở những video sau thì mình sẽ có rất nhiều các phiên bản khác, nhiều game và nhiều phiên bản khác đấy, quý vị cùng chờ đón nhé. Và nếu như bạn nào thích game điều ngày hôm nay thì cho mình like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe được mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp chúng mình làm những cái video tiếp theo đấy. Và bây giờ video mình xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị các video sau. Thân ái, chào tạm biệt.